Đó thì cũng có một cái duyên là em với vợ em là có đi bưng quả chung. Em còn nhớ là trong cái lần bưng quả đó, em có ấn tượng đặc biệt gì với cô này không? Đã lại bưng quả lần đó là em đứng cùng hàng với vợ em. Mà vợ em cho em xấu nên vợ em đổi cho người khác đứng với em. Ôi ôi. Chắc nói chung lúc đầu thì không phải gu, nhưng mà sau đó thì em thấy là cái gu hay không thì nó không quan trọng. Quan trọng là mình có tốt với nhau hay không thôi. Thế xong rồi bao lâu thì hai người chính thức tỏ tình? Dạ, một tháng. Dạ, một tháng. Thế nào mà trong một năm là cưới nhau không? Dạ, đúng. Dạ, trong một năm cưới nhau. Em còn nhớ cái lúc mà anh tỏ tình với em. À, tỏ tình hả? Đặc biệt lúc đó là em kiểu cũng muốn quen, chính thức quen lắm rồi. Nhưng mà mãi chưa thấy tỏ tình á. Hôm đó là gặp nhau xong rồi em kêu là không lẽ giờ để em nói trước. Thế xong rồi tới bây giờ quan trọng em là cái hồi đó là đổ người ta trước mà cứ chờ người ta tỏ tình mà mãi người ta chưa tỏ tình á. Em đồng ý cho anh được chăm sóc em cả đời nha. Cặp vợ chồng này là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Bọn em kết hôn từ tháng 10 năm ngoái. Ồ, son này son mới mua nè. Son mới mua luôn này. Rồi giờ mời hai em giới thiệu về mình. À, dạ em chào anh chị. Em tên là Huyền. À, em năm nay 23 tuổi. Em làm công việc của em là nhân viên kinh doanh. Em hiện tại sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm thì ở Tân Bình, còn ở thì ở Bình Thạnh. Thế em tên gì? Dạ em chào anh chị, em tên là Đỗ Duy Đức. Hiện tại em đang làm là trung đội trưởng, công tác tại đơn vị đại đội 3, tiểu đoàn 2, trung tâm huấn luyện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân ạ. Thế làm sao mà Đức lại quen được người bạn xinh đẹp này? Trước đó thì cũng có một cái duyên là em với vợ em là có đi bưng quả chung, không biết nhau. Nhưng mà sau này thì khoảng mấy năm sau thì vợ em hình như có lập lại Facebook mới, thì có kết bạn với em, thì em nhìn quen thì em vô nhắn tin làm quen. Ô, nhà trai nhà gái nè. Đúng rồi. Dạ đúng rồi, bưng quả dùng anh chị họ. Em còn nhớ là trong cái lần bưng quả đó, em có ấn tượng đặc biệt gì với cô này không? Đã lại bưng quả lần đó là em đứng cùng hàng với vợ em. Mà vợ em chê em xấu nên vợ em đổi cho người khác đứng với em. Ôi ôi. Hiểu luôn. Nói chê của nàng sao của đấy em ơi. Cái lần mà bưng quả đó em có ấn tượng gì với Đức không? Dạ không, tại vì thời điểm đó đang có người yêu rồi. Ồ. Nên không quan tâm. Dạ. Đó. Rồi đến khi bẵng một thời gian, tự nhiên sao em lại là cái người là kết bạn Facebook với Đức trước? Tại vì lúc đó cái tài khoản cũ của em á, nó bị hack á. Xong rồi em bấm kết bạn dạo thôi à. Mãi sau anh Đức mới chấp nhận á. Ủa Đức, bộ nhiều người kết bạn lắm hay sao mà với một cô gái xinh đẹp như vậy mà Đức phải để tới mãi một thời gian sau Đức mới chấp nhận? Em thì em không có thói quen thời em Facebook với người lạ. Em chỉ em với những người mà em biết rồi thì cho để phục vụ trong cuộc sống với học tập công tác rồi. Thế là bao nhiêu năm sau là hai người mới em Facebook nhau? Tầm 5-6 năm. Wow. Vẫn nhớ. Trời. Cái phần đổi vị trí này là mãi sau em mới nhắc lại. Chứ còn tại vì thời điểm đó là cũng biết là bên trường học giỏi thôi, chỉ biết là tại vì bọn em học chung trường cấp 2 với cấp 3 nên là có biết là học lớp chọn, nên là thường là bên trường là có lớp chọn, nên là biết là bạn học giỏi thôi. Và đến khi Đức vào Facebook của Huyền xem, rồi hai bạn nói chuyện với nhau trên Facebook bao lâu thì mới gặp nhau ngoài? Dạ một tuần ạ. Rồi lần đầu tiên chạm mặt nhau ở ngoài đời, gặp lại đó thì thấy như thế nào? Lúc bạn mở cổng ra thì mới mở cổng ra là em thấy xinh, dễ thương, đúng gu em. Cái ấn tượng đầu tiên của em về chồng em á là hiền. Dạ, nhìn mặt rất là tử tế. Nên là em mới kiểu muốn tìm hiểu sâu hơn á. Dạ. Có đúng gu không? Dạ. Chắc nói chung là lúc đầu thì không phải gu, nhưng mà sau thì em thấy là cái gu hay không thì nó không quan trọng. Quan trọng là mình có tốt với nhau hay không thôi. Dạ, mình sống có tử tế với nhau hay không thôi. Thế cái gu của em lúc trước là gì? Gu của em lúc trước là đẹp trai. Đẹp trai mà, anh Đức trông hay mà. Trông rất là cool, rất là lạnh lùng ấy. Tươi nữa. Thế xong rồi bao lâu thì hai người chính thức tỏ tình? Dạ, một tháng. Dạ, một tháng. Thế nào mà sau một năm là cưới nhau không? Dạ, đúng rồi. Dạ, tầm một năm cưới nhau. Một, đó. Em á thì kiểu như là em cảm thấy là bản thân mình có thể dựa vào được á. Là có một lần em đến ngày
là em quên, em tại vì em không đều, xong rồi em mới quên mang cái đó. Cái xong rồi thì bạn mới nhờ shipper, tại vì cái tính chất công việc là mình không có thể đi liền được, cũng không giống như mọi người á, là không thể mình chạy tới chạy lui được, là bạn nhờ shipper mua tới giao tới cho em. Mà sẽ không nói gì hết, không nói gì hết, cũng giống như là lúc em đói hay gì đó, em chỉ nói là em đói quá, em đang làm em đói quá, là chắc 15-20 phút sau gì đó là shipper gọi chị ơi xuống lấy đồ ăn đó. Là bạn sẽ không nói gì hết. Là yêu thật. Dạ, nói chung là không có nói nhiều, hành động thôi. Còn có một lần là em đi làm mà xe bị hết xăng á. Xong rồi bạn hồi đấy là cũng rảnh, xong rồi chạy từ dưới Nhân Trạch chạy lên mua xăng, xong rồi đổ vào bình cho em, xong bạn lại chạy về dưới đó lại. Ủa chạy về rồi trên giữa đường xe mình có hết xăng không? Không. Là một chàng trai rất là chu đáo. Đúng không? Dạ. Làm sao mà không đổ được em? Trời ơi, đáng yêu thật. Em tin chắc một người đàn ông như thế này thì sẽ có sự tỏ tình và sự cầu hôn rất lãng mạn. Em còn nhớ cái lúc mà anh tỏ tình với em. À, tỏ tình hả? Nó đặc biệt lúc đó là em kiểu cũng muốn quen, chính thức quen lắm rồi, nhưng mà mãi chưa thấy tỏ tình á. Hôm đó là gặp nhau xong rồi em kêu là không lẽ giờ để em nói trước, không lẽ giờ để em nói trước. Xong rồi vì tới bây giờ ông vẫn chồng em là cái hồi đó là đổ người ta trước mà cứ chờ người ta tỏ tình mà mãi người ta chưa tỏ tình á. Thì hồi đó là cũng tỏ tình thì cũng bình thường thôi. Dạ, cũng chỉ nói là em cho anh cơ hội tìm hiểu em, rồi mình nếu mà có duyên thì mình tiến sâu hơn thôi. Vậy thôi đó. Dạ, chưa thấy lãng mạn lắm. Nó chưa lãng mà nó chưa mạng lắm. Ờ, đúng rồi. Thôi giờ bây giờ mình chắc là anh đó lãng mạn hơn đi, cầu hôn đi. Đó. Cầu hôn là chắc chắn phải lãng mạn không? Có. Em chuẩn bị đi. Dạ, rút kinh nghiệm từ lần đầu thì mới đầu là em với em gái của vợ em á, là có bàn nhau là hai đứa em sẽ đi du lịch ở dưới Vũng Tàu, là có chuẩn bị set up ở dưới đó để tỏ tình. Nhưng mà bữa đó trời mưa nên không đi đâu được hết, nên là không cầu hôn được bữa đó. Đợi tới lên Sài Gòn thì em với em gái em lại set up ở trên Sài Gòn, đặt nhà hàng ở trên đó. Xong rồi em tối hôm đó cũng trời mưa luôn, nhưng mà em dụ vợ em là đi ăn sinh nhật của bạn em. Thế là vợ em thay đồ đẹp, với lại em gái của vợ em thì chạy ra nhà hàng đứng đợi ở đó để quay phim trước. Rồi vợ em tới nhà hàng cũng ngồi vô bàn rồi, cũng chưa biết là em cầu hôn đâu. Thế là em cứ tới mà lúc mà nhà hàng bật nhạc lên, với lại nhân viên cầm nhẫn rồi cầm hoa đồ lên á, thì vợ em mới biết là em cầu hôn. Có bật khóc không? Có. Ôi, biết ngay mà. Lúc đó em xuất hiện ra như thế nào? Nhân viên là đứng bên cạnh em, xong rồi em quỳ xuống, em trước mặt vợ em là em đeo nhẫn cầu hôn cho. Tái hiện lại, tái hiện lại đi. Có muốn xem lại hình ảnh đó không ạ? À? Bắt đầu. Em đồng ý cho anh được chăm sóc em cả đời nhé. Mặc dù cái việc đó đã xảy ra rồi, nhưng mà trên sân khấu này lại một lần nữa anh ấy lại cầu hôn mình một lần nữa, thì cái cảm giác của em nó ra sao? Em thấy nói chung là cũng xúc động, cũng cảm thấy là cũng giống như là cái lần mà anh cầu hôn em vậy đó. Trước khi cưới nó có những cái chuyện gì nó xảy ra không? Cũng không có tránh khỏi được, nhưng mà mỗi lần mà cãi nhau xong thì bọn em cảm thấy là bọn em hiểu nhau nhiều hơn, mình nhường nhịn nhau hơn. Dạ, trước hôm đi chụp hình cưới là có cãi nhau tới 2 giờ sáng luôn. Cãi nhau gì vậy? Cãi nhau xong rồi mới đi chụp. Cái mặt cái lúc mà ôm cho chụp hình cưới có vui không? Thì tới lúc mà cãi 2 giờ sáng xong rồi 2 giờ bắt đầu làm lành thì vui rồi. À, nó có cái vụ làm lành nữa mới vui. Cái lúc đó là chưa làm lành lắm đâu. Cái xong rồi em cái anh chụp hình á, anh mới nói là ôm vô cô dâu ôm chú rể đi. Xong rồi ông mới nói với em là anh chưa có hết giận đâu nha, đừng có ôm nha. Xong rồi lúc đó em mắc cười quá, xong hết giận luôn á. Rồi nó nói xong rồi ghê thật. Có giá dễ sợ luôn á. Anh chưa giận đâu mà giận gì chia sẻ cho mọi người nghe nào em ơi. Tại vì bữa đó là có chuẩn bị đồ quân phục để đi chụp hình á. Nhưng mà thường á là em thấy là mấy anh chị trước đó có cưới rồi á, là thường mấy anh chị hay đeo cái bảng tên giống như vậy này chị. Là có hết á, nhưng mà hôm đó ổng không đem. Thì em không có biết, em cứ cảm thấy em kêu là ủa sao anh không có đem cái bảng tên đi để chụp giống người ta.
Thế xong rồi ông không có nói là cái quy định bên anh như nào đâu, anh không có nói. Cứ để em cầm làm vậy, xong em nhanh. Xong rồi ông kêu là, ông mới quát em, ông kêu là cái đó là cái quy định của người ta, không có cho đeo cái đó là sai quy định á. Thì em mới kêu là nếu mà cái đó là quy định thì anh nói với em ngay từ đầu là em im rồi, chứ em đâu có cần nhằn làm cái gì đâu. Thì ông hay im lắm, mỗi lần cãi nhau hay là em bực bội gì đó là ông hay im lắm, là đôi khi là em cảm thấy khó chịu á. Là em mới làm lớn lên như vậy á. Chuyện đó nhỏ xíu cũng không có gì luôn, chuyện nhỏ xíu thật sự luôn. Thế mà 2 giờ sáng mới làm lành, sao hai đứa rảnh vậy? Tại vì hôm đó là đi cũng khuya, đi mua hoa để sáng chụp hình với chị là về khuya lắm rồi, là 11 giờ về đến nhà rồi. Là còn ăn uống này kia nữa, làm chuẩn bị quần áo rồi ủi quần áo để mai đi nữa, là khuya lắm rồi, xong mới cãi nhau. Căng thẳng ha. Dạ. Rồi là bây giờ là sau khi cưới rồi có gây nhau nữa không? Dạ vẫn vui, vẫn hiểu nhau và cũng Rồi giờ tới phần hấp dẫn nè. Tật xấu của chồng em á hả? Tật xấu của chồng em là chỉ có một cái là lúc giận nhau á, là em thì là người nói, còn chồng thì là người im. Một người nói một người im thì rất là khó chịu. Là em chỉ khó chịu cái tật xấu của chồng mỗi cái đó thôi. Chứ còn phụ giúp em việc nhà hay là những cái gì đó đều có hết. Nói chung là không có để em thiệt thòi gì hết á. Chỉ có mỗi cái vấn đề là lúc cãi nhau là hay im thôi. Như thế này, nếu mà im lặng là bởi vì muốn để cho nó nhẹ lại, để hai vợ chồng sau cái câu chuyện mà chưa hiểu đó thì ngồi lại với nhau nói để cho ra vấn đề. Thì đó là im lặng tích cực. Đúng. Còn cái im lặng để cho qua luôn, để cho sóng gió nó qua xong rồi im luôn, kiểu mà im cho qua loa đó, thì đó là im lặng tiêu cực. Im lặng mà không có giải quyết thấu đáo cái vấn đề. Đúng. Cái câu chuyện nó xảy ra thì đó là im lặng tiêu cực. Đúng. Thế thì cái im lặng của chồng em là như thế nào? Nhiều khi em thì tính em nóng tính á, nên là chắc là chồng để im cho em dịu bớt qua cái cơn đi. Dạ đúng rồi, dịu bớt đi xong rồi mới làm hòa. Kiểu xong rồi mới anh sai cái này em sai cái kia thì anh góp ý xong rồi em mới sửa. Vậy là tốt quá vì là có nói chuyện sau đó đúng không? Dạ, đúng không rồi. Phải là im luôn, bỏ qua luôn. Đó. Thế còn tật xấu gì nữa không? Còn em thấy thì lại chắc chưa có tật xấu gì ngoài cái đó thôi. Dạ. Em có bổ sung tật xấu của em không? Em... bạn em hiền quá trời luôn ấy, bạn Đức bạn hiền. Hiền quá. Ở giờ tới em đó. Tật xấu của vợ em thì mau nước mắt quá. Yếu đuối nhạy cảm. Dạ. Hay con gái mà. Overthinking. Overthinking. Thôi, thí dụ. Hay suy nghĩ nhiều. Em mà không sấy tóc cho thì nghĩ là em hết thương rồi. Này overthinking thật á. Vợ tôi mà mỗi lần sấy tóc cho tôi đâu có chịu đâu. Vợ tôi mà cầm máy sấy lên cái tôi giận liền á. Giận liền á. Rồi sao? Tiếp đi. Còn gì nữa không? Nhiều quá em cũng không nhớ. Nhiều quá không nhớ luôn. Trời ơi. Còn xấu gì nữa không nè? Có ghen không nè? Rồi nấu ăn có ngon không nè? Rồi ở nhà có gọn gàng ngăn nắp không? Gọn gàng ngăn nắp nè. Vợ em thì gọn gàng ngăn nắp, nấu ăn thì tuyệt vời. Ôi, gì không còn rồi, gì đâu. Không còn gì để đào bới luôn. Tật xấu có ghen không? Có ghen không? Dạ không ghen. Không ghen luôn. Không ghen luôn. Động viên mới nè. Vợ em vẫn hay động viên em ra ngoài đi chơi với bạn bè các kiểu. Động viên luôn. Dạ. Tại vì em thì em không thích kiểm soát, tính em không thích kiểm soát nên là cả hai đứa em đều vậy luôn. Nên là em thấy là đôi khi mà em thấy chồng ở trong đơn vị á buồn lắm. Em thì công việc của em thì đi gặp gỡ nhiều á, nên là em cảm thấy là mình thì phải đi tiếp xúc, mình giao lưu nhiều, mình mới mở rộng được cái quan hệ của mình ra. Rồi với lại em thấy như chồng ở trong đơn vị không, mà tại vì cái tính chất công việc thứ nhất nữa, với lại thứ hai là cũng không thích chơi bời gì á chị, nên là đôi khi em phải động viên là anh phải ra ngoài anh chơi đi cho nó khuây khỏa đầu óc, chứ nhiều khi mình cứ ở trong đó ngoài nó cứ tù túng cái đúng đầu rồi, đúng rồi. Nó mệt lắm. Nên là em cũng hay, ví dụ như em thấy mà bạn bè rủ đi nhậu là em thấy thích lắm nha, em thấy là cho đi luôn á thiệt, tại vì em thấy là lâu lâu mới có cái dịp như vậy nên là em muốn ra ngoài chơi như vậy á. Chứ ở tâm lý quá chứ. Em ở thành phố, còn em thì đóng quân ở đâu? Đóng quân ở Nhân Trạch, Đồng Nai, gần Phà Cát Lái. Thì bao lâu mới về nhà một lần? Dạ, 2 tuần một lần. Wow. Lúc mà em chưa về huấn luyện các chiến sĩ thì em làm trên cơ quan của trung tâm thì có 1 tuần về một lần. Trong các ngày mà anh không về á thì em sẽ kiểu như em sẽ động viên là đi ăn đi nhậu với mấy anh ở dưới đó, chứ em không có muốn là anh về chơi đi chơi với em. Em vẫn rất là ok, em vẫn mừng vì mấy anh rủ chồng mình đi chơi để cho mình chồng em nó thoải mái thôi. Trời ơi, em có cô vợ quá là đáng yêu và tâm lý luôn đấy. Thôi giờ đề nghị đi. Trước khi tạm biệt
đề nghị hai vợ chồng dành cho nhau một cái lời gì đó yêu dành thương cho người bạn đời của mình được không? Ừ. Không nói hành động. Hai tuần một lần. Ừ. Cho nên cho dù áp lực, cho dù mọi thứ nó như thế nào, cũng để nó ngoài cửa. Là bởi vì ở bên trong nhà có một người rất đặc biệt chờ mình, và chỉ chờ những cái năng lượng yêu thương, những cái năng lượng tích cực, cái nguồn năng lượng nó mang đến cho một cái niềm hạnh phúc đó, cho không chỉ cho cổ đâu, mà cho một cái căn nhà nhỏ của hai bạn đó. Cho nên phải dành những cái gì nó tươi vui về với vợ nhé. Dạ. Rồi cảm ơn hai em. Chúc em luôn hạnh phúc. Dạ. Dạ. Rồi chào hai em. Tạm biệt tạm biệt. Chào Ngọc Quốc, năm nay em 25 tuổi. À. Em là nhân viên ngân hàng. Nhân viên gì? Dạ ngân hàng. Nhân viên ngân hàng. Nghe tưởng nhân viên hạt. Dạ hạt é. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và ban giám khảo. Trời ơi, cái này đi game show. Dạ chào khán giả. Em tên là Trương Mẫn Nghi, hiện nay em 22 tuổi. Em đang ở nhà chăm sóc con. Em bé được mấy tháng rồi kìa? Dạ hiện giờ là được 4 tháng rưỡi rồi. Ủa hai em là lấy nhau lâu chưa? Lấy nhau cách đây khoảng được 1 năm rưỡi rồi chị. Năm rưỡi. Anh hỏi em xem em nói chị. Buồn với em kêu em bằng chị hả? Anh nói đùa thôi. Dạ. Chứ làm tụi em cưới nhau là có con liền đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe đi, hai vợ chồng gặp nhau như thế nào? Em với chồng em gặp nhau ở quán trà sữa, quen qua một nhóm bạn thì sao em? Tuyệt vời. Dạ thì mới đầu gặp nhau thì tụi em cũng không có ấn tượng gì nhau. Tại vì thứ nhất á, cái tiêu chí bạn gái của em á, trắng, dễ thương, ngoan hiền. Có trắng, có dễ thương, có hiền nè. Dạ, với lại cái tiêu chí quan trọng nhất là bán kính không quá nhà em 100m. À, thích cô dạ, hàng xóm. Không phải, vậy em thích gần nhà mình, nhưng đi lại cho nó dễ. À, để rước dâu thôi dạ. Chứ không có tốn xăng. Đúng không? Dạ, thì lúc đó thì vợ em thì cũng da ngâm ngâm, người cũng hơi bé bé một xíu. Nói chung là không có không trong tiêu chí của mình nên mình cũng không để gì hết. Không trong tiêu chí? Ủa? Dạ, xa à? Dạ, thì nhà thì cũng hơi xa. Ủa nhưng mà là Nghi là chắc có lẽ là sinh xong nên là thay da đổi thịt hay sao đúng không? Rồi hồi trước ảnh hay nói với em câu hả? Ngâm ngâm da trâu nhìn lâu mới đẹp. Rồi hồi đã định nói câu đó rồi đó. Dạ mới đầu không yêu á thì nói là không thích. Mà khi yêu rồi thì lại nói cái câu đó để biện hộ. Còn cái ấn tượng của em về ông xã em lúc đó thì như thế nào? Dạ ấn tượng của em á là thấy anh này nói chuyện hoạt bát, vui vẻ, hay làm trò cười cho mọi người. Với lại thấy nói chuyện mà kiểu mà nhây nhây á. Em thích mấy người mà nhây nhây gì? Nhây. Ồ, cái gu người lạ ha. Nhưng mà tôi cũng nhây lắm nè, nhưng mà là ai cũng ghét vậy. Dạ nên nói chung là em cũng có để ý chồng em. Nhưng mà tại vì thấy ngoại hình thì nhỏ con quá, em thấy có vẻ không hợp với em. Em thì to con nên em không có để gì mấy. Thế là thấy thích thích vậy thôi. Dạ đúng rồi. Chồng là thấy không phù hợp tiêu chí. Dạ đúng rồi. Vậy thì cuối cùng ai là người thích ai trước? Là chồng em để ý em với lại tấn công em trước. Lý do? Tụi em cũng đi uống trà sữa với nhau mấy lần thì em thấy vợ em nói chuyện cũng vui vẻ, hoạt bát. Thì mình có nói chung là cũng mến mến thôi. Cái lúc đó mình đang ở Hà Lan. Ê đúng rồi. Thì mình muốn là cũng xin số điện thoại cho mình nhắn tin thử nói chuyện coi sao. Khoảng 1 tháng á thì em thấy cũng thích thích. Sao mà anh nhắn tin đó hả, là hả qua một thời gian anh nói chuyện thấy em cũng hợp tính anh, với lại hai tụi mình cũng chưa có người yêu á, nên thôi giờ anh mạn phép và xin em về đội của anh nha. Trời ơi. Cái gì vậy, hay đáng yêu quá. Về đội dạ. Anh dạ. Về đội. Dạ lúc đó tại tụi em hay coi chương trình The Boy á, cái con bị nhiễm cái từ về đội. Dạ đúng rồi. Tôi lại nghe tưởng về đội đá banh. Vậy là lúc dạ. Đó là em vẫn còn. Lúc đó em đang học quản lý nhà hàng khách sạn á. Rồi tại sao lại phải cưới sớm như vậy? Thì tụi em thấy tìm hiểu cũng nhiều, với lại nhà em thì cũng neo đơn á, một mình em với mẹ em thôi. Thì em có muốn hợp thức hóa giống mà cưới về rồi sinh con để cái cho nhà nó vui cửa, vui nhà vui cửa. Nhà vui cửa. Dạ. Dạ. Mẹ có vui không? Mẹ có đồng ý. Dạ, giờ mẹ thì đồng ý, vui tại vì mẹ em thấy tính tình em thì tốt, với lại nói chung là chịu khó lắng nghe. Nãy em nói là hợp thức hóa. Dạ hợp thức hóa. Hợp thức hóa chuyện gì? Hợp thức hóa chuyện cưới sinh. Chắc không? Hay dạ, là hợp thức hóa chuyện kia? Không, là chuyện này. Thử nó hợp thức hóa chuyện ông bác sĩ. Thôi, tại dạ, để yêu. Tại nhà em với ảnh thì cũng xa nhau quá mà quen nhau
thời gian 2 năm mà đi lại chắc tiền xăng hơi nhiều rồi. Đủ mua. Nhà em thì có đồng ý luôn không? Dạ có, em cũng vừa tốt nghiệp á thì gia đình em cũng đồng ý luôn. Dạ. Như vậy là anh hỏi nè. Dạ. Em lấy vợ, vợ còn rất là thiên đi. Dạ. À, vậy thì về nhà có hành em theo kiểu mà trẻ con mà hành người lớn. Dạ đó là điều tất nhiên rồi. Dạ em á thì ở nhà đúng được cưng chiều á, không biết nấu ăn, nói chung là không biết gì hết. Dạ, em biết làm không? Dạ thì em cũng biết chút chút. Nên lúc về thì dạ em nói chung là tính nít thì cũng nhõng nhẽo rồi vậy đó, cũng ngủ nướng vậy á thì em cũng về mình khuyên bảo rồi mình chỉ về dạy em làm từ việc nhà rồi nấu ăn. Thì không, em chỉ là mẹ em chỉ. Dạ em chỉ. Đúng rồi, anh chỉ á chị. Nói vậy ông cũng hơn người ta có 3 tuổi cũng con nít chứ bộ. À. Dạ thôi. Nhưng mà em thấy ảnh 25 tuổi mà em tưởng ảnh ba mấy 40 tuổi thôi. Cái gì cũng biết á chị. Dạ em biết nấu ăn là nhờ ảnh chỉ em. Mà em học ở đâu? Dạ thì em cũng học từ mẹ em tại vì nhà em cũng có 2 mẹ con á nên em được. Là bạn này thương mẹ lắm nè đúng không? Dạ. Rồi hai bạn về ở chung với nhau vậy thì có tật xấu gì không? Hiện tại bây giờ là em thấy nhiều lúc anh cũng yêu thương em nhưng mà có sự hơi vô tâm một xíu. Giống như là em đang mang bầu á, tối ngủ mình hay bị chuột rút á, xong rồi hả em cứ dậy dậy kéo chân cho em, ổng ngồi dậy xong rồi hả cầm chân của em xong nằm xuống ngủ tiếp. Xong rồi lúc đó em cũng tức dễ sợ, em cứ anh cái ngồi ngủ khò luôn, không quan tâm em luôn. Sáng dậy em hỏi ủa anh hôm qua em bị chuột rút á anh có biết không? Không không biết. Kiểu anh như hiểu, bị mộng du. Anh hiểu cái cảnh giác đó, anh hiểu. Dạ em bị cái tật là ngủ là mình không biết gì hết á. Nên có nghĩa là hơi vô tâm xíu. Còn gì nữa không? Mê coi đá banh lắm chị. Khuya em dậy em đi vệ sinh em không thấy ảnh đâu hết á. Em suy nghĩ trong đầu á, rồi chắc xuống dưới nhắn tin với con nào rồi. Rình rình đi xuống mà đi nhẹ nhàng lắm nha, mà ai về đi xuống dưới hả, tivi thì mở, tay chân hả phe hết trơn, ngủ ngáy khò vậy á. À coi đá banh ngủ luôn hả? Dạ ngủ luôn, bỏ em ngủ mình, bởi vì em ghét lắm ngủ mình mà gặp em sợ em buồn nữa. Với lại lúc đó là có em bé chưa? Từ lúc chưa có em bé tới có em bé lúc nào anh cũng là trốn. Bây giờ còn không? Bây giờ còn. Mỗi lần mà trốn xuống dưới hả mà em không thấy là em cứ suy nghĩ trong đầu là chồng em chắc là nhắn tin với ai. Rồi còn em, tật dạ. Xấu của vợ em là gì? Dạ vợ em thì có tính trẻ con hay nhõng nhẽo với lại cũng nóng tính lắm. Giống như một vấn đề mà giống mình chưa suy xét kỹ á thì hay quạo rồi này kia, xong rồi lúc mà suy nghĩ được rồi á thì mới bắt đầu ngồi phân tích ra rồi xin lỗi lại. Rồi giờ cháu coi như vợ chồng thì còn trẻ quá mà hai chồng đang ở cái giai đoạn mà là sung mãn sung sức vậy đó. Dạ. Có con liền rồi nó ngưng luôn tới giờ luôn hả? À thì em ngưng luôn. Ngưng luôn rồi dạ. Như vậy là em chịu được hả? Dạ, dạ thì mình nghe lời khuyên bác sĩ là sau khi sinh thì phải để cho người phụ nữ khoảng 6-7 tháng ta hồi phục. Em có cảm thấy ức chế không? Có khi vì cái nguyên nhân đó mà em hay trốn vợ xuống dưới phòng khách không? Dạ không, vì em thì không có cái đó. Chủ yếu xuống ở dưới là coi đá banh với là coi phim để mình dễ ngủ. Nó còn cũng hơi khó ngủ á. Bộ em nằm ở trên em ôm vợ em ngủ không được hả? Hay sao? Em mới tập em là phải coi tivi á cho nó giống sáng sáng á. Em ngủ. Phải mượn cảm dạ. Anh nói ảo để dạ, cho rồi. Em dễ ngủ. Dạ đúng rồi. Đeo cái phone vô đó có cái tiếng tivi nó xè xè. Sự thật là vậy luôn. Dạ đúng rồi. Không có một bức xúc gì luôn. Dạ đúng rồi. Thế thì bây giờ em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em muốn ảnh đó là bớt vô tâm, cùng chia sẻ công việc với em, với lại thương yêu gia đình nhiều hơn. Chị còn em muốn về em là bớt nóng tính, biết suy nghĩ. Ủa vậy là đó vậy mà không biết suy nghĩ hả? Dạ không phải, em suy nghĩ theo kiểu mà vô tư thoáng á, còn đơn chồng giản. Em á thì cái gì cũng phải suy nghĩ cặn kẽ vô chi tiết này nọ. Tức là kỹ em càng đơn hơn. Giản còn chồng dạ. Em thì muốn mọi thứ nó phải chỉnh chu, nó phải dạ. Trước sau nó dạ, phải logic. Dạ đúng rồi. Tất cả mọi thứ đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Em biết sao, chị nghĩ là em không cần đòi hỏi thì đến một lúc nào đó theo thời gian và theo cái hoàn cảnh á, vợ em cũng sẽ làm được cái điều đó. Bởi vì vợ em còn nhỏ quá mà, chị nhớ năm chị 22 tuổi á, chị vẫn còn là một cái người con gái chưa có gia đình, vô tư lắm thật sự, chả có nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Đó, còn bây giờ vợ em lại gánh trên vai là một cái trách nhiệm quá lớn, làm mẹ, làm vợ mà sống với gia đình chồng nữa, đúng rồi. Rồi phải nuôi con nữa. Cho nên rằng là em cứ để cho vợ em có một thời gian để vợ em tự bồi đắp cái bản thân của mình, bồi đắp cái suy nghĩ của mình. Còn ngay thời điểm này thì phải tạo mọi điều kiện để vợ em có sức khỏe, có một cái sự vui vẻ ở trong đầu óc, trong người để có thể nuôi con được tốt nhất. Chị nghĩ là như vậy. Còn về phía em thì chị nghĩ là bắt đầu từ hôm nay đi, bỏ cái vụ mà xuống dưới coi tivi đi. Giờ 4 tháng rưỡi rồi, sắp đến cái ngưỡng mà bác sĩ cho phép rồi. 6 tháng. Đó, sắp đến cái ngưỡng đó thì nên chăm sóc vợ, âu yếm vợ, an ủi vợ để cho vợ em cảm thấy ấm áp.
nha. Rồi, dạ, tiếp thu và thực hiện. Dạ. Thôi, cảm ơn em. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn. Chào anh Quốc Thuận, em nhờ chào chị Hồng Vân. Thì em là Ngân Anh. Đó. Và năm Hoa hậu Leo Ngân Anh đó. Phải nói đầy đủ tên. Dạ, tên đầy đủ của em là Leo Ngân Anh. Đó. Dạ. Năm nay em 28 tuổi. Và công việc hiện tại chính của em là giảng viên đại học. Giảng viên đại học nha. Dạ. Dạ. Vợ em là giảng viên đại học của trường Đại học Hoa Sen. Dạ. Wow, nhưng mà môn gì vậy cơ? Dạ. Dạ, em phụ trách bộ môn quản trị sự kiện. Hay quá. Dạ. Dạ. Trời ơi. Mấy sinh viên ở trong đó mà được học cô chắc nó hàng say nó học không bao giờ nó bỏ bữa. Cái bạn này á thì á nói chung á là làm như là bạn cố tình bạn chọc ghẹo tôi hàng say. Sao vậy? Tôi nói bạn biết là tự nhiên bạn khen tôi ốm chi giờ tôi gặp Ngân Anh. Trời ơi, người ta hoa hậu nè. Mà hả, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi. Không sao chị. Vóc dáng y chang vậy. Không sao chị. Hoa hậu họ ốm là chuyện rất bình thường vậy. Mà bây giờ là giáo viên rồi người ta vóc dáng người ta y chang như vậy luôn. Không có gì phải kỳ cục cả. Đó, chị mà ốm mới là chuyện lạ. Còn hoa hậu người ta cái chuyện ốm và cái chuyện giữ phọt là chuyện bình thường. Đó. Rồi bây giờ mời chồng của Ngân Anh. Dạ. Em chào chị Hồng Vân. Chào anh Quốc Thuận. Em là Phan Tony. Em là biên tập viên truyền hình. Em làm tại đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thì TV7 với chương trình vợ cho. Dạ. Thì tất nhiên là rất là quen. Chương trình gì? Dạ, em làm tin tức 10 năm rồi. Tin tức. Em làm thời sự. Dạ. Thì chức danh nghề nghiệp của em là biên tập viên truyền hình. Mà nếu như mà công việc của em là nhà báo á, em sẽ làm báo nhưng mà là không phải là báo viết mà là báo hình. Dạ, em là nhà báo. Có nghĩa là mình chụp ảnh thế là mình Dạ đi... không, em làm truyền hình cho nên là em sẽ là người sản xuất ra những cái chương trình tin tức và chương trình thời sự trên sóng của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả đều bằng hình ảnh. Dạ đúng rồi, truyền hình ạ. Có nghĩa là nhà báo hình đó. Dạ, nhà báo hình đi. Dạ. Cái đó là một cái từ đầy đủ. Mạnh dạn dự đoán luôn. Dạ. Cơ duyên mà họ gặp nhau. Có thể là họ gặp nhau trong một cái chương trình truyền hình gì đó. Năm 1995 khi mà Hoa hậu Ngân Anh ra đời. Ra đời. Đó, ủa, tôi lộn mà, tôi lộn. Thì lúc đó em chỉ mới 5 tuổi. Đăng quang là bao nhiêu? Đăng quang năm 2017. Năm 2017 khi mà Ngân Anh vừa đăng hậu quang, hoa hậu. Đó thì ông này đi lấy tin tức và vô tình coi như là gặp cô ấy, mời cô ấy đến là giao lưu trong cái chương trình mà thời sự chẳng hạn đi. Đó và vô tình gặp nhau và quen nhau và yêu nhau. Đúng không? Trả lời nhanh. Chính xác, không chính xác. Sai. Dạ sai. Kết quả sai. Vậy thì đi làm lắm. Ông mũ đi. Đừng có làm ông thầy nữa. Tại vì đóng trật lất hoài. Trời ơi. Rồi bây giờ thôi. Thôi bây giờ các em nói đi. Cơ duyên nào các em gặp nhau và phải lòng nhau? Dạ, tụi em gặp nhau là trong một lớp học và em là giảng viên của Ngân Anh. Tại vì em ngoài công việc làm công tác báo chí truyền hình thì em có đi dạy về gọi là nói trước công chúng. Em khá là nhát nói và em nói không có hay. Cho nên lúc đó em nghĩ là mình cần cải thiện kỹ năng nói và em đăng ký một khóa học tại một học viện MC. Đấy thì anh Ni mới là một giảng viên trong số những môn học em học. Hiểu rồi. Dạ. Hỏi này, hỏi Ngân Anh trước này, lúc đó là em đã là hoa hậu chưa? Dạ, lúc đó em đã là hoa hậu em rồi. Em đã là hoa hậu rồi đúng không? Vậy thì với cương vị một hoa hậu thì khi mà em gặp cái người giảng viên đẹp trai như thế này thì cái cảm xúc của em như thế nào? Em có nghĩ đây sẽ là người chồng của em không? Cái cảm giác của thoáng qua nhiều khi cái cơ duyên nó ngộ lắm em. Mọc ốc một cái suy nghĩ, ý ông này phải làm chồng của mình à nha. Nhưng mà có mọc ốc không? Đó, đó cái cảm giác em nói coi. Thật ra thì trong số 23 buổi em học thì chỉ gặp anh này 2 buổi thôi. Dạ, nhưng mà 2 buổi đó là toàn những ngày đặc biệt. Ngày đầu tiên là ngày 31 tháng 12 là cái ngày cuối năm. Ngày thứ hai là cái ngày 14 tháng 2. Tức là 2 ngày đều là những ngày mà thứ nhất bận rộn nè. Thứ hai là đều nên dành cho gia đình. Đấy mà ông này cũng có thời gian rảnh đi dạy mà em cũng lại đăng ký học vào ngày hôm đó. Có thời gian rảnh đi học. Dạ. Và lớp đó là lớp 11. Lớp kèm dạ, tức là, hả? Tức là ở chỗ mà Ngân Anh học thì có lớp 11 và lớp chung. Thì lớp mà em nghĩa là trong hai ngày đó, có nghĩa là cả hai ngày đó đều là 1-1 á. Dạ đúng rồi, tại vì khóa học của Ngân Anh là khóa học 1-1. Thì lúc đó là sẽ là một thầy một trò. Trời ơi. Dạ. 23 buổi đó thì hình như là 23 buổi Ngân Anh đều sẽ học 1-1 hết. Và cho nên là sẽ
em cũng sẽ dạy 2 buổi cho Ngân Anh thì cũng là 2 buổi 1-1. Nhưng mà là trong 23 buổi đó là chỉ có 2 buổi dạ, đúng là rồi. Em đứng lớp là thôi. Học về mà kỹ là năng 2 buổi lại là đặc biệt như vậy. Dạ, tại vì rồi. Thường cái ngày đó là thường là một là giáo viên xin nghỉ, hai là sinh viên xin nghỉ. Dạ đúng rồi. Mà hai ông này không mà xin nghỉ. Một người rảnh để đi dạy, một là, người rảnh để đi học. Là có viên. Đó. 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 Dạ. Rồi chắc chắn là trong cái buổi đó không có học được cái gì không? Tại cô Ngọc Vân đã hỏi về cảm xúc đúng không? Bây giờ đầu tiên em gặp bạn này là cái cảm xúc em sao? Đó. Đầu tiên ấn tượng mà trước khi đến cái buổi họp đó là em tưởng tượng một cái tên. Tại vì lúc đó học bộ báo là ngày hôm đó em sẽ học môn kỹ năng phỏng vấn với thầy Tony. Em mới nghĩ trong đầu là tự nhiên thầy em nước đang... ngoài. Đúng rồi. Tức là em đang học về kỹ năng nói tiếng Việt. Tại sao lại học với một ông thầy nước ngoài? Đó, suy nghĩ liền. Em thấy nó cũng không có hợp lý lắm. Thế là vô dạ mình lớn rồi sao? Cái hôm vào lớp vào học viện thì anh này không tới trước. Anh đang ngồi ở chỗ lễ tân để mà anh chờ học viên vào. Thế là em vào thì anh nhìn lên. Thì lúc đó thì thấy tức là cũng sáng sủa hơn những đặc biệt hơn những người mình đã gặp. Tức là 21 ngày qua 22 là sáng lên vậy đó. Ừ. Ngày đó là ngày 31 tháng 12 rồi. Dạ. Đó, sáng sủa hơn. Thì vào lớp thì ra anh này đúng công việc thì anh làm thôi. Hồi lúc đó em cũng không có nghĩ gì. Tức là khi mà tại vì cái môn đó học về phỏng vấn nên sẽ chia sẻ những cái chủ đề về đời sống. Thì cảm thấy là mà cũng khá là duyên tại vì em lại chọn một cái chủ đề về hôn nhân gia đình. Khi mà hai người bàn luận về cái vấn đề đó thì cảm thấy là khá là hợp nhau về quan điểm. Dạ. Nhưng mà nếu mà ấn tượng về vẻ bề ngoài thì em cảm thấy anh này kiểu rất là sao nice đúng không? Đó là rất là nhẹ nhàng, ấm áp. Ấm áp theo kiểu là cái giọng nói á, chứ đương nhiên là lúc đó em chỉ là vai trò là học viên thôi thì không thể nào mà quan tâm một cách đặc biệt được. Nhưng mà tức là nhìn nó hơi, tại vì ảnh làm nhà nước, tại vì đài truyền hình là nhà nước nên thành ra là nghiêm túc đúng không? Dạ dạ, kiểu nghiêm túc. Kiểu thậm chí là nhìn bị nhạt. Hơi khô khan á. Dạ hơi khô khan đúng rồi. Và cái thứ hai là cái tông giọng của ảnh nó thuộc dạng là nam trầm. Dạ. Không, anh nghe giọng của Tony anh thấy nam trầm. Dạ. Đó là cái ấn tượng của dạ. Của bạn ấy với em. Thì tới Tony thì sao? Vợ em nói giảm nói tránh á. Vợ em sau này bảo là thích giọng em. Không em lúc đó không, em thôi mà. Thôi cái giọng nam trầm là giọng đẹp mà. Đó. Nam trầm. Nhưng có một cái nữa là lúc đó thì anh Tony đang nổi tiếng với cái chương trình là Tình Yêu Hàng Mỹ. Nhưng mà thật ra em cũng không quan tâm những cái chương trình đó. Nên thật ra em không có biết. Dạ, thật ra mấy bạn học viên trong học viện kiểu rất là fan của anh này kia. Nhưng mà ý là em không quan tâm. Khoái học ổng lắm. Nhưng mà em cảm thấy là, tức là nhìn người rất là low tech hay sao? Low tech. Tức là không có sử dụng, em nghĩ là không sử dụng mạng xã hội luôn. Tức là nhìn cái kiểu là rất là không phải tại vì cái cảm nhận bên ngoài của em thì là một người chỉ sơ mi quần tây. Và em có lẽ là em sẽ không phải là một người thú vị khi mà mọi người mới thấy. Mà đúng là em cũng không thú vị thiệt. Vì em cũng sẽ khá là hơi nói sao ta, em không có một cái gì đó dễ để mà gây ấn tượng, để gọi là người ta sẽ phải thấy là mình hay ho. Mà thường em đã ít nói rồi mà em lại còn ăn mặc kiểu nhà nước nữa thì chắc chắn là cái ấn tượng đầu tiên như kiểu Ngân Anh nói là em thấy cũng hợp lý thôi. Bởi vì còn em thì sao? Còn em thì sao? Em có ấn tượng gì về cô ấy không? À, và em có biết cô ấy là hoa hậu chưa? Em tất nhiên em làm tin tức thì em có biết Ngân Anh. 2017 thì em biết câu chuyện đăng quang của Ngân Anh. Em phải nói là câu chuyện đăng quang luôn chứ không phải là cái chuyện đăng quang không. Nên thành ra em chỉ biết thôi. Và em không quan tâm lắm. Và anh hỏi nè, khi em nhận được được cái lịch xếp á, cái xếp lịch là em dạy cho hoa hậu Ngân Anh á, thì em có bất ngờ? Dạ không, học viện đó rất nhiều hoa hậu đi học. Ồ, nơi đó có rất rất nhiều bạn đang mong muốn cải thiện khả năng diễn đạt của mình, cải thiện khả năng nói của mình thì sẽ đi học. Và rất nhiều bạn là cũng mong muốn là trở thành một MC truyền hình hay là MC trong sân khấu. Thì em đào tạo ở đó, em đào tạo những kỹ năng đó. Nên thành ra câu chuyện mà học vụ báo cho em là ngày 31 tháng 12 này anh dạy bạn Ngân Anh dạy 1-1 nha, thì em chỉ đơn giản là nốt vào lịch rồi ngày đó đi dạy thôi. Em cũng không quan tâm lắm. Dạ. Đến khi mà Ngân Anh đến thì em ngước mặt lên em thấy, thì em mới thấy là đây là cô Ngân Anh. Em biết vậy thôi. Nhưng mà đến khi vào trong lớp á, thì nếu như mà nói là ấn tượng đầu tiên của em về Ngân Anh, đó là bởi vì Ngân Anh ăn mặc rất kín đáo. Và đó là một điều mà em luôn đánh giá rất cao.
em rất là thiện cảm với những người con gái ăn mặc kín đáo, nhưng cũng chia sẻ luôn. Cảm ơn em nha. Dạ. Thì lúc đó giống như là câu chuyện thì em biết câu chuyện của Ngân Đăng Quang, nhưng em không quá quan tâm về việc của Lạc Hoa Hậu, vì em làm công việc này em đã tiếp xúc rất nhiều rồi. Em tiếp xúc rất nhiều người, rất nhiều tầng lớp, rất nhiều công việc khác nhau, nên thành ra cái chuyện mà Hoa Hậu hay không thì em không quan tâm lắm. Nhưng em rất ấn tượng vì cái điều đó mà sự chia sẻ nền nã nữa. Bởi vì đôi khi có những người, người ta ăn mặc thì kín đáo, nhưng trong các cử chỉ của người ta thì nó lại chưa hẳn đã là một dạng nhẹ nhàng, mà nó vẫn có cá tính riêng. Chuyện ăn mặc là một lẽ, nhưng mà cái chuyện cá tính bên trong là một chuyện khác. Nhưng Ngân Anh thì lúc đó là hình ảnh và âm thanh rất là hài hòa. Thế em làm truyền hình, em làm truyền hình mà, cho nên thành ra khi em nhìn người á, thì em sẽ thấy là hình ảnh đó và âm thanh đó là đúng, là phù hợp. Nên em thấy là Ngân Anh khá là dùng từ sao ta, nếu mà dùng từ mà nó kiểu hồi xưa tí xíu á, thì mình nhìn bạn rất là chính chuyên á. Dạ. Rất nhiều học viên thì cũng sẽ muốn mặc đồ cho nó, thứ nhất là sặc sỡ, thứ hai là tôn dáng hay là này kia, hay là cũng làm thoải mái sporty, thể thao này kia. Dạ đúng rồi, ăn mặc mà, đó là cách tốt nhất để cho mình giới thiệu về mình với người khác mà. Nên thành ra là cũng là một cách rất là hay và em cảm thấy rất là thiện cảm. Hôm đó bạn mặc sơ mi hả? Hôm nay mặc cái bộ đầm dài tay có cổ ở đây. Rất sát sát lên tới đây luôn. Sát giống đây, giống như nè. Bởi vì làm như là có Hoa Hậu sao? Thì đó, hồi trẻ ngược thời gian chắc tôi đi thi á. Tại chưa, ai biểu hồi xưa không đi thi. Mà ai biểu hồi xưa đi thi là coi như là ăn đứt luôn á. Nha. Yeah. Rồi, nhưng mà nghe nè, đến cái ngày thứ hai. Có nghĩa là hai bạn có cảm nhận một cái sự có một cái sự đặc biệt hay không? Là bởi vì cái ngày này là cái ngày tình nhớ mà các bạn lại dành cho một cái buổi học. Em thấy tò mò chứ cũng vẫn chưa có sự đặc biệt. Thì giống như hồi nãy Ngân Anh có nói là ngày đầu tiên á, thì chủ đề mà Ngân Anh chọn là hôn nhân. Tại vì em sẽ dạy Ngân Anh hôm đó là môn kỹ năng phỏng vấn. Thì sẽ có những cái chủ đề để mình đặt cái cách đặt câu hỏi như thế nào cho những cái câu chuyện về chủ đề mà các học viên của mình chọn. Thì vì Ngân Anh chọn hôn nhân nên thành ra giống như đó sẽ là mà học một nữa. Nên thành ra là 2 tiếng đồng hồ đó mình dành trọn cho một bạn học viên. Nên khi mà mình vừa dạy về cái kỹ năng xong thì đâu đó mình cũng sẽ có thể biết được cái tư duy và quan điểm của bạn về hôn nhân. Và mình cũng có thể nói được cho bạn tư duy và quan điểm về hôn nhân của mình. Nhưng mà cái đồng nhất của hai đứa em về cái hôn nhân gia đình nó là cái điều gì? Dạ, là gia đình là quan trọng nhất. Là cha mẹ ông bà nữa, chứ không phải là câu chuyện chỉ là hai đứa. Dạ đúng rồi, tức là em có nói với Ngân Anh lúc đó, em nói rằng là quan điểm hôn nhân của em á, là em mong muốn tìm thêm một thành viên nữa cho gia đình lớn của mình. Gia đình mà em xây dựng với Ngân Anh bây giờ là gia đình nhỏ của em và Ngân Anh. Nhưng gia đình nhỏ đó là một thành phần của gia đình lớn đúng của rồi. Em và một thành phần của gia đình lớn của Ngân Anh nữa. Dạ. Và Ngân Anh cũng thích điều đó, nên câu chuyện là sẽ nói được rất là nhiều với nhau về quan điểm đó. Là hai bạn đều thích giống cái điều đó. Và bây giờ là các bạn đã làm được cái điều đó không? Em nói hay là anh nói? Em khoe chuyến đi. Anh nói đi, anh nói đi. Bây giờ hai bạn đã làm được cái điều đó hay là không? Chắc chắn là khi mà tụi em bắt đầu sẵn sàng cho cái hành trình hôn nhân thì cái đó là cả niềm vui của cả hai gia đình. Dạ, và đến hiện tại thì cả hai, tức là rất là may mắn là cả ba mẹ chồng em và ba mẹ của em đều cái là yêu quý và thương yêu cả hai như con ruột vậy á. Thành ra là đến hiện tại thì hành trình hôn nhân rất là viên mãn, rất là vui hạnh phúc. Ôi viên mãn nghe. Thật ra là anh biết là chắc chắn là thế nào các em cũng sẽ đi đến cái giai đoạn gọi là cả hai sẽ tự cảm nhận rằng đây đó chính là cái sự viên mãn của hai bạn. Dạ đúng rồi. Thật ra là hai bạn rất là tâm lý. Ý mà em muốn khoe á là em muốn khoe là ngay lúc này này, ngay bây giờ khi mà chương trình đang diễn ra này, thì ba mẹ em và ba mẹ của Ngân Anh đang cùng nhau đi du lịch ở Trung Quốc. Và chuyến đi đó là Ngân Anh thiết kế cho ba mẹ hai bên. Nhưng em cũng tham gia nữa. Anh Thuận biết không? Tức là Ngân Anh á là nhân ngày của mẹ vừa rồi ở tháng 5 á, thì tặng cho hai mẹ chuyến đi Trung Quốc. Nhưng mà đâu thể để hai mẹ đi không? Thì cái phần của hai ba em lo. Bình thường nó có qua dạ, đúng lại. Nhưng đúng đó không? Là một cái điều mà em làm em rất là vui. Và mấy bây giờ là vẫn gửi hình về là bình thường là có một điều nữa khi nói tới đây thì em mới nhớ, tức là em với Ngân Anh có chung một điểm, đó là luôn luôn nhắn tin và gọi điện cho gia đình. Em không phải là người Sài Gòn, em là người từ quê lên. Em là dân tỉnh lẻ, em là người Quy Nhơn, em chỉ vào đây từ năm 2008 để em học tập và xây dựng sự nghiệp của mình thôi. Thì
trong suốt hành trình đó có một thói quen của em, đó là luôn luôn gọi về nhà mỗi ngày. Ừ, hay quá. Ngân Anh thì khác em khi mà Ngân Anh ba mẹ ở đây, nhưng Ngân Anh lại có một thói quen có thể coi là tương đồng với việc đó, đó là Ngân Anh có một cái group gia đình nhắn tin liên tục, cập nhật liên tục các trạng thái của những người thân trong gia đình, là ba mẹ, là chị hai, là sau này chị hai có chồng nữa, rồi có con nữa, là cập nhật liên tục. Và em rất quý điều đó. Thôi chờ, cho khỏi hỏi nữa chị ơi, đồng điệu. Tại vì hai vợ chồng cũng như khoe nhau quá trời quá. Phải nói là một cái điều mà mắc mắc ham luôn vậy đó. Nhắn tin gia đình em không? Có chứ, có nhắn thường xuyên luôn á chị. Chị cũng vậy đó. Gia đình ông Tân, rồi gia đình ông Tân là gia đình bên chồng. Dạ đúng. Gia đình Việt Nam là gia đình bên nhà chị. Đó, thật ra anh nghe những điều mà các em vừa chia sẻ, anh cảm thấy rằng là các cặp vợ chồng hiện nay họ nên học theo hai vợ chồng em, để và thậm chí là học theo gia đình của chị Vân, có nghĩa thường xuyên thăm hỏi nhau, thường xuyên thăm hỏi nhau. Đó, cái đó rất là quý, rất là quan trọng. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại cái giai đoạn mà cái này là sao rồi đó, bây giờ mình phải hỏi nè, đây nè, hai cái buổi coi là 31 và cái ngày 14 tháng 2 là những cái buổi học mà có tính phí. Vậy thì anh hỏi sau đó các bạn hết coi như tốt nghiệp rồi có cái buổi học tiếp theo không, có những cái buổi học riêng tư không? Đó, đầu tiên đó, sau này đó là cái buổi đầu bao lâu? Đó, bao lâu coi như là có những cái buổi riêng tư hay không? Dạ, trả lời đi. Dạ, buổi học là không có trả phí đó. Dạ, cũng phải nói lại đến cái ngày 14 tháng 2 thì lúc đó là sau khi học xong thì không biết là vô tình hay cố ý mà anh, tức là cũng là một cách mà để giảng viên kiểm tra lại kiến thức với lại hỏi mình có câu hỏi gì không. Thì lúc đó em cũng có nói một số cái lỗi em hay phát âm, thì em cũng cũng lịch sự để mà anh giải đáp cuối giờ. Thế là sau đó thì anh mới nói là lấy số anh để mà tiện cho cái việc là sau này em có câu hỏi gì về chuyên môn thì em sẽ hỏi. Em bây giờ khi mà em đi dạy á, là thường là từ 6:30 tối cho đến 8:30 tối là hết lớp, nhưng mà ngày nào á em cũng dạy đến 9:30 gần 10 giờ mới về. Vợ em bây giờ cũng đang dạy ở trung tâm luôn. Thì cũng hay nhắn với học vụ là ủa sao nên chưa về nữa. Thì đa phần là học vụ phải nói là tại vì em là em rất yêu quý công việc này, bởi vì nó đã tạo nên sự nghiệp cho em và em nó đã tạo nên một cuộc sống tốt cho em, nên thành ra khi mà em đi dạy các bạn mà cũng đam mê về câu chuyện là dẫn chương trình hay là kỹ năng nói hay là thể hiện đó, thì em rất muốn chia sẻ rất nhiều với các bạn, nhưng thực sự là khuôn khổ giờ học là không đủ. Nên thành ra là kết thúc các lớp, các khóa thì em sẽ luôn luôn muốn các bạn là em thì rất sẵn lòng nếu các bạn đặt câu hỏi cho em về vấn đề công việc, vì biết đâu sau này các bạn sẽ là đồng nghiệp của em, hay là các bạn có những cái vấn đề nào đó cần chia sẻ trong các cuộc thi, hay là các cái lúc mà các bạn sẵn sàng để bước lên các cái chương trình lớn hơn theo cái việc mà các bạn phát triển được sự nghiệp của các bạn á, thì em hay có một thói quen là chia sẻ số điện thoại và Facebook để bạn nào là học viên của học viện thì hoàn toàn có thể add và em sẽ đồng ý với một tin nhắn. Thầy giáo rất là có tâm. Đó. Nhưng mà thầy hơi bị lạc đề đó, là tại vì đang hỏi cô giáo. Nên cô giáo. Là cái đó, sao cái là tận cái quan trọng là khán giả người ta muốn biết là sao cái ngày 14 tháng 2 đó. Lâu thì thầy anh đang biện minh. Đó, anh đang biện minh cho cái việc là anh xin số điện thoại em đó. Đó, rồi được. Không cần phải dài dòng, cứ đi thẳng vào vấn đề luôn. Cô đừng có cho thầy biện minh. Rồi sao Ngân Anh ơi? Đó là thì hôm đó tức là em nhớ là sau buổi học đó, sau khi lấy số điện thoại xong thì khi mà ra cái chỗ lễ tân thì em có nghe bạn học vụ nói với thầy là 14 tháng 2 vui vẻ nha thầy. Rồi thầy mới nói lại là chắc là về đi làm thôi. Thì lúc đó em nghĩ là chắc là hôm nay cũng chưa có bồ còn độc thân. Thì lúc mình nghĩ trong đầu như vậy, cái em vừa về nhà thì anh có nhắn tin một cái tin nhắn là mong sẽ nói chuyện với em được nhiều hơn. Đấy, sau rồi thì em cũng nói, tức là cũng nhắn tin qua lại. Thì biết là hôm nay, tức là em hôm đó em cũng đi ăn với gia đình thôi. Em cũng không có hẹn hò gì hết. Rồi ảnh thì ảnh cũng về đài để anh chuẩn bị on air cho cái chương trình 20 giờ buổi tối. Đấy, thì hai người nói chuyện đến hôm đó cũng đến cả đêm nhờ. Cũng nói chuyện lần đầu khá dài. Cái là về nói chuyện điện thoại với nhau đúng không? Dạ, nhắn tin. Rồi tôi bỏ đi bây giờ muốn hỏi cái vụ phần riêng kìa. Lâu, rất lâu. Lâu là bao lâu? Và tại sao lại có buổi đi riêng? Lâu là bao lâu? Cô nói đi cô, thầy là bảo bình hay lắm thầy. Chắc là 2 tuần sau thôi. Trời đất ơi, 2 tuần hả? Gặp cô là nói 2 tuần chứ gặp thầy thì nói 2 tháng. Đâu cái này có chia sẻ với biên tập rồi. Cho nên là không có nói không nói xạo được. Là rất lâu. Là lâu chỉ có 2 tuần thôi. Đó. Và ai là người chủ động gợi ý cho cái buổi học mà không trả phí tiếp theo?
Em chắc chắn là em không phải là, tức là em sẽ biết cách để mà em mồi, tức là mình cũng tỏ ra bật đèn xanh thì cũng không đúng. Tại vì thật ra lúc đó em cũng không có, tức là thiện cảm thì thiện cảm thôi, chứ là em cũng không nghĩ về vấn đề lâu dài. Thứ nhất á, là vì em không có thích đàn ông ít hơn em ít tuổi á. Thực ra anh Ly lớn hơn em đến cả 5 tuổi. Nhưng mà trong quan điểm của em lúc đó thì em nghĩ là mình sẽ lấy chồng phải lớn hơn 10 tuổi. Em nghĩ như vậy. Mà không chỉ mới phân nửa thôi. Nên thành ra là 9X thì em cũng không thích lắm. Nhưng mà thật ra thì cái giao diện bên ngoài cũng khá là vững chạc. Dạ, với là cái tư duy cũng vững chạc. Rồi nhưng mà cuối cùng sao? Em gợi ý đúng không? Thì đó, cái là trong cái cách nhắn tin của em là em gợi ý. Em cũng không gợi ý, thật ra anh này là anh người chủ động. Rồi bây giờ mình đi thẳng vào vấn đề đi. Đó. Rồi làm sao các bạn gặp nhau? Thì hẹn một bữa ăn trưa. Em cũng bận thôi nên là em muốn hẹn ăn trưa. Rồi ăn trưa, rồi trong cái buổi ăn trưa đó có cái gì nó khác hơn so với hai cái buổi học đầu tiên không? Dạ không, vẫn nói chuyện bình thường. Không, bây giờ chúng ta hãy kể đến cái giai đoạn nó có sự khác biệt. Nhưng mà em khá là ấn tượng trong cái lần ăn trưa đó với Ngân Anh, đó là Ngân Anh ăn rất nhiều. Ăn rất khỏe. Và em không nghĩ một cái hoa hậu mà ăn ăn khỏe nhưng mà dáng như thế thì em thấy rất là đặc biệt. Thế là lại thêm thú vị để một người mà mình cảm thấy là wow, sao ăn nhiều dữ ta. Em ăn là cũng nhiều lắm rồi đó, mà em kêu tới đâu là Ngân Anh ăn hết tới đó. Ngân Anh ơi, em có tập luyện hay là có cái chế độ gì sau khi mà mình ăn không Ngân Anh? Dạ không, Ngân Anh một ngày chỉ tập luyện có 5 phút thôi. Tới giờ luôn? Tới bây giờ em còn ăn khỏe giờ không? Dạ. Em là cái khả năng ăn của em là như vậy đó giờ rồi. Nhưng mà nó không hề gọi là không hề hấp thụ. Và Ngân Anh ăn nhiều bơ sữa nữa chứ không phải là Ngân Anh ăn ăn bơ đi. Nhưng có một điều đặc biệt là Ngân Anh ăn nhiều rau lắm. Ăn rau. Ăn rau. Vậy là không phải, tại vì chị rất nghiện ăn bơ. Tội nghiệp lắm, sáng nay cũng thuận đi 2 tiếng đồng hồ đi kiếm bơ, mua bơ giùm chị. Bơ lạc. Đúng rồi, món đó ngon, em cũng thích. Thì trong khi tôi mới ăn bơ. Thì khi mà đi ăn cùng nhau á thì là ấn tượng thêm một cái nữa, là thêm cái câu chuyện là ăn rất nhiều. Nhưng mà cũng có một điều nữa rằng là những món Ngân Anh thích cũng là những món em thích. Em cũng thích bơ, thích béo này kia. Thực ra thì em nghĩ là sự đồng điệu nó không đến từ câu chuyện quan điểm hôn nhân. Em với Ngân Anh đồng điệu khá nhiều điều. Thứ nhất là quan điểm về gia đình, thứ hai là chuyện ăn uống. Và thứ ba là em với Ngân Anh có một điểm đồng điệu mà em nghĩ là sẽ ít người trẻ có, đó là làm xong đi về á. Em thì làm xong đi về nhà. Dạ đúng rồi. Em thì không có đi nhậu sau giờ làm, em cũng không có thích bia rượu, em chỉ thích đi về nhà thôi. Và trang hoàng nhà cửa hay là lo lắng mua đồ này kia cho gia đình của em. Có nghĩa là hai đứa giống nhau. Thì Ngân Anh cũng là như thế, Ngân Anh không thích chỗ ồn ào. Rồi bây giờ đến cái, tại vì thời lượng mình có hạn. Em làm biên tập em biết rồi, cho nên là mình chúng đi thẳng vào vấn đề nào chứ không nó cắt. Đó. Anh này á, anh chỉ thích hỏi nè. Đó. Tụi em hôn nụ hôn đầu tiên đâu? Chị mắc cười quá. Lần thứ mấy gặp nhau nè, xong rồi cái mà về là gì đầu chị, tiên chị sổ sàng quá ha. Nào đầu tiên là lúc đó. Bây giờ anh đang muốn biết cái giây phút mà các bạn, cái giai đoạn mà các bạn coi như là gặp nhau và bắt đầu là tỉnh to, là tỏ tình đó. Thực sự là em rất là chia sẻ với biên tập về câu chuyện thời lượng em làm truyền hình, em có biết câu chuyện của tụi em nó dài dòng lắm. Nó dài cả về thời gian nữa anh. Tức là hai năm đi. Từ lúc mà 2 năm mà tụi em biết nhau á, là nó lại rớt vào thời điểm 2020 và 2021 là dịch. Dịch đó. Trong suốt những ngày dịch là em phải trực chiến ở đài để làm không tin tức, bởi vì mọi người bị lockdown chứ tụi em thì không. Tụi em có giấy đi đường, tụi em làm mọi thứ để tụi em phải đưa tin tức, mọi người phải cập nhật. Và đó là lúc mà Ngân Anh nấu đồ ăn cho em. Nấu ở đâu? Nấu ở nhà cô gửi nhà lên em, cho em. Xong rồi em shipper lên. Em vẫn có xe, em lên được. Em cũng có giấy đi đường. Không, có những cái đoạn mà chưa đến mức mà chưa lockdown. Rồi lockdown mà nghiêm túc. Là bạn này nấu đồ ăn ngon không? Dạ. Em nhận xét cái đồ ăn chưa? Nó rất là chỉnh chu. Tức là nó có món chính, nó có món tráng miệng, nó có món nước. Chứ không phải là nấu cho anh một cái món rồi ăn với cơm không, mà bạn lại là một người thích bài trí nữa. Nên thành ra ví dụ như bạn gửi bò cho em á, thì bạn cũng chọn bò ngon nhất. Và rồi bạn có salad ăn kèm, rồi salad thì cũng cắt ra rồi làm rất là vừa miệng chứ không. Nhưng phải mà là lúc đó là đã yêu nhau rồi đúng không? Dạ chưa. Chưa bạn luôn. Này là hoa hậu của gia đình nè. Thiệt luôn á, đúng không? Anh thực sự là một người của gia đình. Và anh biết là trong cái video pre-wedding của tụi em hồi tháng 11 năm ngoái á, thì cái scene đầu tiên đó là scene mà hai đứa ngồi trước trường nhân văn. Là cái đài truyền hình. Lần mà tụi em đó có hẹn nhau để Ngân Anh đem đồ ăn lên á, là ngồi trước trường nhân văn ở cái ghế chờ xe buýt á. Đình Tuyên Hoàng. Và hai đứa đang ngồi nói chuyện như thế, và cái xe của quận 1 đi ngang qua là hạn chế ra đường.
này kia. Tức là hai đứa nhớ hoài luôn là cái đó, cái xe loa của địa phương người ta đi ngang qua, người ta bảo là ok, là tình hình dịch đang như thế thế, hạn chế ra đường này. Cặp kè nhau ngồi đây. Dạ. Trả lời câu hỏi của anh Quốc Thuận lúc đó yêu nhau chưa? Thật ra lúc đó là chưa. Quý mến. Nhưng mà cái cách mà, tức là anh ấy cũng có một cái cách hay là khi mà anh nhắn tin, tức là anh sẽ biết cách chia sẻ để mà em cảm thấy, tức là mũi lòng và quan tâm á. Dạ. Nên thành ra lúc này thấy là, thứ nhất là anh phải đi trên đài suốt cả ngày, nên thành ra là cũng không có đồ ăn, mà thậm chí lúc đó là rất là hạn chế những cái hàng quán nữa. Thì anh ăn cái gì? Tại vì hồi mình cấm á, mình cấm hàng quán đầu tiên. Rồi sau này mình mới lockdown là toàn thành phố. Thì cái lúc mà cấm hàng quán là đã thấy là thấy mệt. Rồi, tức nghĩa là đến lúc, có nghĩa là sau khi lockdown rồi các bạn mới chính thức coi như là yêu nhau đúng không? À, tháng 3, tháng... Tức là cả một năm 2020. Thì là cái thời gian đó khi mà em quan tâm này kia xong thì cũng tức là vì công việc á, vì tính chất công việc. Nên thành ra là tụi em off một thời gian. Em nhận đồ ăn của Ngân Anh được 3-4 bữa xong là em off luôn. Off luôn. Là hai đứa là ngưng em là không liên hệ với nhau luôn, là không có nhắn tin theo cái kiểu nhắn tin thường trực này kia nữa, bởi vì cơ bản là em thấy là mình đang làm phiền cổ hay không, hay là cái câu chuyện ở đây là em cảm thấy là Ngân Anh khá rồi. Là nhiệt tình. Anh đang muốn biết là đến khi nào rồi các em tháng đi... tháng 3 là biết cái đó. lần đó là các em đi đâu, đi coi phim hay là không đi... tụi em đi hẹn hò cho dịp 8 tháng 3 luôn rồi không, là chụp là đúng không? Là 8 tháng 3 là tỏ tình luôn đúng không? Tức là cả năm 2020 tụi em off. Thật ra lúc đó thì em cũng bình thường, tại vì em cũng đã không có vấn đề gì với anh này hết. Chỉ là tự nhiên thấy ảnh bận hơn thì kia thôi, em cũng có nhiều việc của em làm. Thế là ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì ảnh mới nhắn tin, ảnh nói là em có còn muốn gặp lại anh không? Mà cái câu đó hôm đó đâu đó mình hiểu là giống như anh thấy có lỗi với mình vậy đó. Dạ. Thật ra em thì cũng không nghĩ gì.